Chiếc đồng hồ nhân vật chính ngày hôm nay đến từ hãng đồng hồ cao cấp Louis Monet. Phân khúc bán ra thuộc cao cấp tầm cao hơn 40.000 đô la Mỹ. Thiết kế tổng thể của đồng hồ khá to và nặng so với cổ tay người Việt Nam, kích thước đến 43,2 mm. Tay càng dài, núm vặn to bản, toàn thân toát lên nét hầm hố thể thao và tất nhiên sẽ chỉ thích hợp cho những người có cổ tay từ 17 cm trở lên. Vật liệu cấu thành bộ vỏ làm từ vàng hồng nguyên khối 18K, chống nước 50 m. Bộ niềng mặt trước được thiết kế cách điệu hình bánh xe với 6 đinh vít ghim chặt. Lật sang bên hông, bạn sẽ thấy phần tai càng gắn dây được đục rỗng, hai đầu uốn cong bắt vào thân chính, giống như một cây cầu trên cổ tay, cực kỳ tinh tế và mềm mại. Phần núm chỉnh được làm to bản, có khắc logo hình hoa huệ tây bằng vàng, xung quanh xi mạ màu đen làm nổi bật họa tiết. Có thể nói, đây là chi tiết cực kỳ ấn tượng. Cả nắp trước và sau của đồng hồ đều được trang bị kính sapphire có tráng lớp chống lóa. Phần vàng nguyên khối phía sau đồng hồ có chạm khắc nhiều chi tiết ký hiệu tuổi vàng, bản giới hạn, tên sản phẩm và chỉ dấu chất lượng. Phần ấn tượng nhất chắc chắn là mặt số. Chúng ta sẽ có khá nhiều điều để nói ở đây. Nó là sự kết hợp giữa tính thủ công, thiết kế hiện đại pha trộn với biểu tượng chinh phục vũ trụ. Mẫu đồng hồ của chúng ta có tên gọi là sao hỏa, bởi hãng Louis Monet đã thực sự sử dụng một mẫu thiên thạch sao hỏa gắn vào đây. Hãy nhìn sang góc phải màn hình, bạn sẽ thấy một ô hình thang nhỏ đóng khung bằng 4 ốc vít, có đề chữ sao hỏa bằng tiếng Anh, bên trong có một mảnh đá sao hỏa mà hãng làm riêng cho bạn. 2/3 mặt số của đồng hồ được bao phủ bởi một lớp kim loại đúc đặc biệt, mô phỏng bề mặt sao hỏa khi được chụp từ vệ tinh. Với các miệng núi lửa, các đường rãnh sống động, nó thể hiện một ý chí chinh phục vũ trụ to lớn của loài người được gửi gắm vào đây. Bên phía góc trái, 1/3 mặt số còn lại được làm lộ khung xương, nhưng không quá nhiều. Hãng đã tách riêng phần kim dây ra ngoài góc 9 giờ. Tại trung tâm, chỉ còn 2 kim giờ và phút, được nung xanh da nhiệt cho màu sắc tuyệt đẹp. Mỗi đầu kim đều có dạ quang siêu sáng. Cách thiết kế kim cũng khá cầu kỳ và nghệ thuật. Thân kim được đục rỗng, uốn cong ở đầu. Phần phía sau đồng hồ là màn trình diễn của vàng khối kết hợp cơ học. Nắp đáy trong suốt, phần vàng xung quanh được hãng đóng một loạt ký tự, biểu thị cho tính độc quyền, giới hạn, chất lượng và tên phiên bản sao hỏa. Cỗ máy bên trong vận hành theo cơ chế tự động lên cót. Nó thật sự rất đẹp. Cảm nhận đầu tiên đó chính là kết cấu máy được bài trí hợp lý, đồ hoàn thiện cực tốt với các phần vát cạnh đóng vân tròn sáng bóng vượt trội, các chi tiết cực kỳ sắc sảo. Phần con vang lên cót được làm rất cầu kỳ, bên trên bề mặt được khảm vàng với vân Clou de Paris khắc thủ công bằng tay, có logo bông huệ tây của hãng. Cỗ máy này là dạng máy độc quyền được đặt hàng riêng từ Conceptor,
một đơn vị chuyên thiết kế máy cho các nhãn hàng cực kỳ cao cấp và đắt đỏ như Bulgari và Jacob & Co. Cỗ máy sở hữu 22 chân kính, tần số dao động 4 Hz và tích cót 48 giờ. Chiếc đồng hồ đi kèm bộ khóa bấm to bản, bên ngoài gắn logo hãng bằng vàng đúc 18K. Phía bên dưới, chúng ta có khóa cơ học bóp tay độc quyền, giúp tháo mở phần dây. Dây da đi kèm là dây cá sấu hai mặt, chất lượng thượng hạng. Tuy nhiên, phần dây có phần hơi mỏng so với kích cỡ của đồng hồ. Khi đeo lên cổ tay, chiếc đồng hồ rất nặng, hầm hố và cho cảm giác cao cấp thực sự. Tuy nhiên, thiết kế quá thể thao, góc cạnh cũng như bề mặt lên tới 43,2mm, khiến cho đồng hồ sẽ chỉ phù hợp với người có cổ tay to, cân nặng trên 70kg. Những ai yêu thích nét thanh lịch nhẹ nhàng sẽ khó có thể lựa chọn, mà nó sẽ dành cho các bạn hướng ngoại, dáng người thể thao, cao lớn và tất nhiên có tài chính rủng rỉnh trong hầu bao.